chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Trải nghiệm cái cặp phục Watch X bình dầu dưới của cái chiếc Vado chế qua cho phiên bản Mio 110. Thực tế thì ở thị trường Việt Nam hiện nay không có quá nhiều các dòng sản phẩm có cái chiều cao tầm là 300mm dành cho những dòng xe như Yamaha Mio 110. Nên trong quá trình phục dựng buộc lòng phải giữ ở dụng cái phục là Watch X dành cho cái chiếc Vado để chế qua. Lý do mình lựa chọn cái dòng sản phẩm này bởi cái màu sắc của nó khá đẹp. Khi thương hiệu Watch X kết hợp giữa ba tông màu xám, đen và đỏ vô cùng nổi bật nhưng vẫn hiện được cái sự cứng cáp. Là một cái dòng sản phẩm hệ mới nhất nên chi tiết logo trên bình dầu cũng được khắc laser nhìn rất là sướng con mắt. Tuy nhiên với một mức giá là 1.950.000 đồng nên cái dòng sản phẩm này chỉ có thể tăng chỉnh cái phần lò xo chứ không có cái chế độ chỉnh như các phiên bản cao cấp khác. Và khi chế qua chiếc Mio 110 cũng rất là vừa vặn và hoàn hảo, không cần phải chế cho bất kỳ những việc gì chứ phải khoét rộng cái phần gầm xe tí xíu do gầm của chiếc Mio là hơi nhỏ, còn Vado thì rắp như sim. Cái cảm nhận trên đường phố thì phục này cho mình có cảm giác nhún là êm ái nhẹ nhàng, mang lại một cái chút gì đó khác biệt khi so với phiên bản lắp trên cái chiếc Vado. Có một điều khác so với Mio 110 là xe nhẹ nên lực nhún có phần là cứng hơn. Chính vì thế mình đã xả lò xo rất nhiều để phục nhún nhẹ hơn, phù hợp với cái tải trọng của bản thân khi đi trong thành phố. Với một cái chiều cao phục là 330mm, một con số có thể chênh lệch hơi nhiều so với cái phục zin của chiếc Mio, nhưng ngồi lên xe có cảm giác là không quá cao nhưng mọi người vẫn thường nghĩ. Có điều là khi đá cái chống đứng bánh sau hơi bị chạm đất, dẫn tới là hơi khó khi đá chống lên và chạm vào xe sẽ bị ngã ngay. Và đây là cái cây phục Watch X mình vừa mới mua với mức giá phải nói ở như trên và được bảo hành trong là 6 tháng bởi cái lỗi sản phẩm. Vado 110 tinh tế trong một cái bản độ cách chăm cũ được minh lại một cái cây phục là hắc não người xem. Cái chiếc Vado 110 hơi cũ 2007 đã gây ấn tượng mạnh bởi cái phần đầu xe có cạnh hiện đại, bao phủ cùng rất nhiều cái chi tiết thể thao năng động. Tuy có phiên bản đời mới thay thế nhưng dòng xe này vẫn đang được nhiều người tìm mua với mức giá bán cao hơn cái phiên bản mới. Đầu tiên chính là cái cụm công tắc quý vị. Đây là một tên gọi của những người chơi xe nói về cái chiếc cái công tắc đỏ của SH300i. Lắp như zin không cần chế cháo gì nhưng lại có hình là màu đỏ, làm chút điểm nhấn khá tốt cho xe. Ở dụng chỉ mình cái cụm tăng tốc Domino đi cùng với cái ống ga cùng ánh hiệu để cút ngắn hành trình trên chiếc xe cho mà nhanh hơn. Lắp thêm cái trợ lực Matrix thần thánh kẹp cổ hành trình 69mm đi cùng với 16 nút chỉnh nặng nhẹ để giúp phần đầu chống xe đắt cho độ cao. Thay đổi luôn ổ khóa thông minh cho cái chìa khóa cơ giúp con chiếc mặt an toàn hơn trước cái tình trạng chậm cấp ngày nay. Nhìn xuống dàn chân ta thấy một cốt combo hiển diện với hình dáng quen thuộc. Cái dòng Quiz được quyết định bởi heo Rainbow 4X đối xứng đi cùng với đĩa Gaffer 260. Hai món đồ chơi này đều không thuộc thế giới phần nhỏ nên lắp phải làm thêm cái vát heo và thất lòng để thắp như zin dễ dàng hơn. Chất liệu combo được làm bằng Titan kết hợp cùng với chèn cái nước CNC. Đây là hai món đồ chơi tương đối hợp túi tiền nên thường thấy dọn trên những chiếc Vado Grip. Người chủ cũng không quên tạo màu cho cái chèn chân bằng là Okinam được điểm bên lên cái màu sẽ được bảo. Hệ thống chơi sau được bao phủ bằng cái phục cái teo bình dầu rời, nhưng người chủ lên ý tưởng mình là cái màu đi trên và dán tem lại khiến nhiều người lầm tưởng đây là phiên bản chính hãng, một cái cặp phục nổi tiếng đến từ Anh Quốc. Và đây là tổng thể trực diện của con chiến mã từ phía xa xa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, nhớ like và subscribe.